Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24h. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của diễn viên Chi Bảo. Chi Bảo tên thật là Phạm Gia Chi Bảo, sinh năm 1973, là một nam diễn viên Việt Nam. Anh bắt đầu được chú ý đến sau khi tham gia diễn xuất trong một loạt phim truyền hình dài tập như Giao Thời, Những Đứa Con Thành Phố, Đồng Tiền Xương Máu. Với khả năng thể hiện khá tốt những vai diễn cần sự cá tính và mang chiều sâu tâm hồn, Chi Bảo được coi là một trong những gương mặt sáng giá của phim truyền hình Việt Nam. Chi Bảo sinh tại Bà Rịa, Vũng Tàu sau khi học sang lớp 11 với ước mơ ban đầu là trở thành một kỹ sư tiên học. Anh chuyển lên sống tại thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký theo học tại phân hiệu Bách Khoa của Đại học Bách Khoa thành phố. Sau khi tốt nghiệp tú tài, anh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào khoa điện tử của trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1994, Chi Bảo ghi danh theo học tại lớp đạo diễn, câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất. Sau khi kết thúc khóa học, anh tình cờ làm quen với Hữu Châu và được nghệ sĩ này mời tham gia một số vở kịch trên truyền hình. Vai diễn đầu tiên của Chi Bảo là vai Lê trong vở Một Thời Để Nhớ và vai anh chàng sinh viên bị bệnh AIDS tên Lực trong vở Cơn Sóng Dữ. Năm 1997, Chi Bảo được vào vai Toàn trong bộ phim truyền hình Đồng Tiền Xương Máu. Vai diễn của anh có tính cách khá phức tạp. Nhân vật Toàn là một trí thức trẻ, mới ra trường, hoài bão và có khát vọng làm giàu, nhưng liên tiếp vấp phải những sai lầm trong kinh doanh, bị dằn vặt bởi những mâu thuẫn trong gia đình. Khi bộ phim được trình chiếu trên truyền hình, Chi Bảo đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Đây cũng là vai diễn thành công nhất của anh kể từ khi tham gia vào lĩnh vực phim ảnh. Tháng 8 năm 2007, Chi Bảo đánh dấu việc quay trở lại với phim truyền hình khi đảm nhận vai chính Tổng Giám đốc An Đông cùng nữ diễn viên Ngọc Hiệp trong bộ phim dài 169 tập Cô Gái Xấu Xí. Đây là một bộ phim được dựa theo biên kịch của series phim Colombia, thực hiện và đã từng thành công ở nhiều nước trên thế giới. Bộ phim được Đài truyền hình Việt Nam mua bản quyền và trình chiếu trên nhiều kênh của đài. Cuối năm 1996, sau khi kết thúc khóa học và đào tạo diễn viên của câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất, Chi Bảo đã làm lễ cưới với một nữ tiếp viên hàng không tên là Thái Giang. Sau khi sống chung được vài tháng, hai người đã đảm đơn ly dị. Hiện nay, Chi Bảo đã lập gia đình và có một con trai tên là Phạm Gia Cát. Tháng 10 năm 2019, Chi Bảo đăng hình ảnh lên trang cá nhân kèm lời nhắn nhủ khá ngọt ngào, ngầm xác định mối quan hệ tình cảm của nam diễn viên sau những tin đồn đổ vỡ hôn nhân. Được biết, Lý Thùy Trang sinh năm 1989 là một siêu vô cùng xinh đẹp và tài năng. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh ở Hà Nội, thường xuyên đăng tải những bức ảnh cuộc sống sang chảnh với nhiều món đồ hiệu đắt đỏ và những chuyến đi du lịch nước ngoài. Ngoài ra, người đẹp 9X còn quan hệ thân thiết với nhiều sao nổi tiếng như Ngọc Trinh, Hoa hậu Dáng Mi, Đỗ Mỹ Linh. Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2021, họ đã chính thức kết hôn sau 10 năm quen biết. Buổi tiệc của họ có sự quan tâm của đông đảo bạn bè và gia đình hai bên. Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2021, diễn viên Chi Bảo chia sẻ quyết định kết thúc vai trò diễn viên nghệ sĩ sau 25 năm gắn bó. Anh cảm ơn khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Diễn viên Chi Bảo chia sẻ bài viết "Xin tri ân và tạm biệt" trên trang cá nhân. Anh viết: "Hôm nay, bằng tất cả lòng biết ơn, xin được gửi đến khán giả, các cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ Chi Bảo trong các vai diễn suốt 25 năm qua. Cho phép Chi Bảo nói lời từ biệt, kết thúc với vai trò là một diễn viên, một người nghệ sĩ. Đây có lẽ là một nghề nghiệp mà Bảo may mắn có được trong đời. Chi Bảo cảm ơn vũ trụ đã gieo nhân duyên để được khoác lên mình chiếc áo và cuộc sống đầy màu sắc của người nghệ sĩ. Anh không nhớ đã bao lần rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cho từng thân phận đời, người qua những thước phim." Chi Bảo bộc bạch: "Xin cảm ơn các anh chị, các bạn đồng nghiệp. Chúng ta đã có những ngày tháng đẹp nhất bên nhau, cùng chia sẻ những vui buồn với các số phận con người. Đó sẽ là những hình ảnh còn đọng mãi với thời gian. Xin cảm ơn các anh chị báo chí truyền thông đã gửi gắm những yêu thương và kỳ vọng vì một xã hội tươi đẹp văn minh qua từng vai diễn. Xin cảm ơn các anh chị em hậu cần, sản xuất đã giúp đỡ và chăm sóc Chi Bảo bằng sự tận tụy và yêu mến trong từng ấy thời gian. Và những người thân đã chia sẻ yêu thương, cả những niềm vui nỗi buồn khôn nguôi. Cảm ơn vợ yêu đã ủng hộ quyết định này. Chồng rất yêu vợ." Lời giã từ của Chi Bảo, nhiều bạn bè nghệ sĩ như các nhà sản xuất Nguyễn Quang Huy, Ngô Thị Bích Hiền, Ngô Thanh Vân, diễn viên Ốc Thanh Vân, ca sĩ Hàn Thái Tú nói lời tạm biệt và chúc Chi Bảo bình an. Ngô Thanh Vân đùa rằng đang muốn mời Chi Bảo đóng vai trùm cuối trong phim mới. Nhà báo Giản Thanh Sơn chia sẻ tiếc nuối, rất tiếc, có thể nói đây là sự hụt hẫng của bản thân tôi, cũng như khán giả và giới điện ảnh. Tên tuổi và nghệ danh Chi Bảo đã để lại một dấu ấn tuyệt vời trên màn bạc quốc gia trong suốt những thập niên qua. Xin chúc cựu diễn viên điện ảnh Chi Bảo luôn tràn đầy nghị lực và thành công mỹ mãn trên chặng đường tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.